Xin chào tất cả khán giả và chương trình. Em tên là Mai Hà Hoàng Yến, hay còn gọi là Yến Hoàng. Em sinh năm 2002 và công việc hiện tại của em là Content Creator trên tất cả các nền tảng. Hiện tại em đang học tại một trường đại học quốc tế, đại học quốc gia và ngành quản trị kinh doanh. Mai Hà Hoàng Yến, cô nàng KOL sinh năm 2003, được nhiều bạn trẻ biết đến qua một số clip bắt trend trên TikTok khi chị học lớp 11. Với ước mơ trở thành người mẫu ảnh, cô nàng đã không ngừng nỗ lực xây dựng hình ảnh để gây ấn tượng đến các nhãn hàng. Hãy cùng xem cô nàng này đã trải qua những gì để có được như ngày hôm nay nhé! Phải nói tới cơ duyên đầu tiên, đó chính là một chiếc clip viral ở trên TikTok vào 5 năm trước. Đó là vào lúc mà em đang còn học lớp 11 á. Thì lúc đó TikTok chỉ mới về Việt Nam thôi. Clip của em viral nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Nó chỉ là một chiếc clip slow motion lại cái biểu cảm cười của em, cũng như là những cái hoạt động dễ thương. Thì vô tình clip đó lại trở nên viral và em lại có cơ duyên đến bây giờ. Phải nói là brand chú ý và booking là từ hồi năm lớp 11 luôn. Là từ lúc mà chiếc clip viral ở trên TikTok nó được mấy bạn đón nhận á, thì dần dần brand đã biết tới em nhiều hơn, cũng như là thấy những hình ảnh mà em đã xây dựng ở trên Instagram, cho nên là brand bắt đầu ngỏ ý hợp tác và duy trì tới bây giờ. Trời, cảm xúc của em lúc đó chắc thật sự là rất là vui luôn, kiểu cực kỳ cảm động. Tại vì trước đó em chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ có cơ duyên một cách bất ngờ như vậy. Có nghĩa là trước đó em đã cố gắng là mình sẽ chụp hình, mình tag các brand ở trên mạng xã hội. Nhưng mà em chỉ hy vọng một điều là một ngày nào đó em chỉ ước mơ thôi. Cái đó là một điều ước mơ. Khi em nhìn lên mạng xã hội, em thấy các chị KOL nè, các anh chị được chụp quảng cáo, chỉ cần khao khát được một lần trở thành một người giống như vậy. Nhưng mà từ khi mà em bất ngờ nổi tiếng ở trên mạng xã hội thì các brand nhắn tin và ngỏ ý hợp tác với em rất là nhiều. Rồi ngay khi đó thì em lại cảm thấy là trời, mình không ngờ lại có được một ngày hôm nay đó. Cho nên là dần dần thì em lại cố gắng xây dựng hình ảnh mình chỉnh chu hơn nữa để các brand có thể thấy được sự phát triển của em từng ngày. Nếu mà nói với gia đình thì ngay từ ban đầu là gia đình hoàn toàn không ủng hộ cái việc này. Tại vì tâm lý của ba mẹ thì thường sẽ lo lắng cho con mình là khi mà con mình bước vào cái nghề này á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc học rất là nhiều. Và cũng như là ba mẹ thường nói là showbiz phức tạp các thứ. Nhưng mà lúc đó thì em đã thuyết phục ba mẹ rằng là em có thể vừa học và vừa làm để không ảnh hưởng bất kỳ điều gì tới kết quả học tập. Em cũng đã chứng minh cho ba mẹ thấy trong 3 năm học cấp 3 là em đã đạt được những kết quả cao trong học tập. Thì lúc đó dần dần ba mẹ sẽ thoải mái hơn và nghĩ là con mình có chính kiến của bản thân, cũng như là đã vượt qua được những cám dỗ mà không ảnh hưởng tới việc học. Nếu mà các bạn chưa biết thì cấp 3 là Yến học tại một ngôi trường Nguyễn Khuyến. Thì ngôi trường này là ngôi trường nội trú, và một tuần chỉ được về nhà một lần và một ngày thôi. Cho nên là cái việc mà nhận sản phẩm booking cũng như là chụp hình quảng cáo cực kỳ khó khăn đối với Yến luôn. Nhưng mà trong lúc đó thì Yến đã có mẹ nè, cũng có bạn thân và có chị hai hỗ trợ Yến trong cái việc mà Yến chụp hình quảng bá sản phẩm nữa. Thì mỗi cuối tuần thì Yến chỉ được về nhà một lần thôi. Cho nên là trong khoảng thời gian về nhà đó, Yến sẽ tranh thủ chụp hình. Rồi trong tuần thì chị hai sẽ là người đăng các bài viết trên mạng xã hội để quảng bá cho giúp Yến. Còn cuối tuần thì sẽ có bạn thân đi chụp Yến. Yến cảm thấy rất là trân trọng cái khoảng thời gian đó, kiểu như là mọi người đó cùng Yến vượt qua những cái khó khăn đó. Nếu mà nói tới khủng hoảng á, đã làm trong cái nghề này á, Yến nghĩ là khủng hoảng cũng như là drama là một phần trong cuộc sống luôn á. Cái đó là mình phải chấp nhận. Nhưng mà cái khủng hoảng đầu tiên có lẽ là đầu năm nhất đại học. Thì lúc đó là câu chuyện là như thế này. Đầu năm nhất đại học á, Yến đã cố gắng học rất là nhiều, cũng như là nỗ lực có thể là vào được cái trường mà mình mong muốn, đó chính là trường đại học
kinh tế. Nhưng mà vô tình cái điểm trường đại học kinh tế năm đó quá cao, cái năm của Yến là năm bị dịch đó, cho nên là điểm quá cao, Yến bị thiếu 0,05 để vào trường đại học kinh tế, cho nên là Yến bị rớt xuống nguyện vọng sau là đại học quốc tế. Thì Yến trước đó là đã chuẩn bị tất cả những việc như là đi thuê nhà nè, rồi xong kỳ vọng mình quá cao cho nên là mình đã đăng một cái story rằng là nó nguyên bản luôn á. Yến nhớ là chỉ có thiếu 0,05 thôi mà thay đổi cả một con đường. Có nghĩa là Yến cảm giác là thay đổi cả một con đường. Yến nói ở đây á, đó chính là việc Yến thuê nhà nè, việc mà mình kỳ vọng quá nhiều về cái ngành mà mình mong muốn nè, nói chung là tất cả mọi thứ. Chứ Yến không có phải là đang có ý định là chê cái trường mà Yến sắp được vào, nhưng mà các bạn lại hiểu lầm về cái điều đó. Các bạn lại bắt đầu nổi lên những cái group anti, và lúc đó là kiểu mắng chửi Yến rất là nhiều cái việc là Yến không tôn trọng cái trường Yến sắp vào, đó là trường Yến đang học. Nhưng mà thật sự là Yến không hề có ý định đó, cũng như là không có một cái ý nghĩ gì xấu về cái việc đó hết. Chỉ là Yến đang thể hiện những cái quan điểm của mình thôi. Đó, thì vô tình những cái drama nó lại nổi lên. Nên là trong năm nhất đại học thì Yến lại không thể nào mà kết bạn mới một cách nhanh chóng được đó. Cái việc drama đó xảy ra chắc là trong vòng 1 đến 2 tháng, là cái khoảng thời gian mà gọi là khoảng thời gian đầu tiên đi mình khủng hoảng nhất trong cuộc đời luôn. Như kiểu những ngày đó mình trải qua phải nói là không có ngày nào mà mình ngủ ngon được á. Buổi tối mình chỉ cần ngủ và sáng thức dậy mình nghĩ là mình phải lên trường đại học, nhưng mà ngôi trường mới này mình lại không hòa nhập được, mình lại không kết bạn được, mình lại không enjoy với cái nơi mới được á, thì mình lại cảm thấy cực kỳ áp lực luôn. Thì lúc đó khoảng thời gian đầu mỗi lần mà lên trường thì Yến đều nghe những cái người không hay nói những cái điều không hay về Yến. Thì lúc đó thì mình nghĩ trong đầu là mình không muốn đi học nữa. Mình nghĩ là mình có nên làm nghề này nữa không, nó có phù hợp, thật sự phù hợp với mình nữa hay không. Lúc đó thì mình cũng đã ngồi lại nhìn lại bản thân rằng là những cái gì mà người ta nói trên mạng đó, nó có đúng về mình hay không. Và lúc đó là Yến cũng tự vượt qua được bằng cách là có bạn bè bên cạnh ủng hộ cũng như là chia sẻ và tâm sự. Nhưng mà một số nữa là do những cái bạn mới ở trong môi trường đại học á, chịu mở lòng hơn và kết bạn với Yến. Dần dần thì người ta cảm nhận được con người của Yến như thế nào, chứ không có giống như những cái gì mà trên mạng người ta nói về Yến á. Thì tự nhiên những cái lời đồn dần dần tan biến đi, nó sẽ không còn tồn tại nữa, tại vì người ta thật sự cảm nhận được Yến là con người như thế nào rồi. Nói chính xác là tầm một năm trước, là tầm tháng 1 năm ngoái, thì Yến có tham gia một nhóm tên là CEO Team. Thì CEO Team trong khoảng thời gian đó khá là nổi, nhất là ở trong mùa dịch đó, thì CEO Team đã cho được các bạn thấy những cái chiếc clip POV cực kỳ hay, cũng như là những cái tài năng diễn xuất của các bạn. Nhưng mà khi mà Yến tham gia vào đó, các bạn lại không ủng hộ cũng như là chửi Yến rất là nhiều. Do một phần Yến suy nghĩ là do thứ nhất là Yến chưa xuất hiện trước màn ảnh với tư cách là một diễn viên hay là thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Thứ hai nữa là những cái hình ảnh mà nhóm đang xây dựng, Yến không phù hợp với nó, cho nên là các bạn đã cảm thấy không thích khi Yến trở thành một thành viên mới của CEO Team. Tuy nhiên các bạn lại hiểu lầm ở đây, đó chính là Yến chỉ là một talent hợp tác của công ty thôi, và Yến đã góp mặt cũng như là đóng góp một số vai ở trong clip của mấy anh chị thôi, chứ không phải thực sự là một thành viên mới. Cho nên là các bạn, một phần là do các bạn hiểu lầm, và một phần là những cái drama cũ ở năm ngoái nữa nó lại nổi lên, cho nên là tất cả những điều đó nó trộn lẫn vào nhau á, nó lại ra một cái cơn bùng nổ. Có nghĩa là những bạn chưa biết tới Yến hoặc là những bạn chưa hiểu về Yến thì sẽ nghe những cái lời đó mà khó chịu, mà chửi Yến. Nhưng mà còn những bạn mà thực sự đã biết Yến rồi á, cũng chưa có dám bênh vực Yến á, tại vì không biết thực hư câu chuyện sẽ như thế nào. Cho nên là trong khoảng thời gian đó, Yến cũng đã ngồi lại và suy nghĩ về bản thân rằng là mình thật sự có phải là con người như vậy hay không, mình thật sự là đã làm sai những điều gì. Nhưng mà
Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tất cả các anh chị cũng như là bạn bè ở trong công ty hay là bản thân Yến á đều ở bên cạnh và ủng hộ Yến. Cho nên là Yến đã lên clip đính chính cũng như là giải thích cho các bạn rằng là những câu chuyện nào đang bị bịa đặt, những câu chuyện nào đang sai và không đúng về mình. Thì dần dần những bạn fan mới thấy như vậy, mới có thể bảo vệ Yến ngay lúc đó. Thì dần dần những cái cơn sốt nó dần dần qua đi á, thì Yến lại một lần nữa mạnh mẽ trở lại. Phải nói cái việc từ bỏ chắc là em suy nghĩ mỗi ngày khi những cái drama nó bùng lên. Cái việc đó là nó luôn luôn ở trong đầu em, khi mà em có những cái lời nói không hay á, mỗi buổi tối em đều nằm suy nghĩ về bản thân mình. Mỗi buổi tối em đều suy nghĩ rằng là mình có đang thật sự sai hay không, mà tại sao mà các bạn chửi mình như vậy. Đó, thì em đương nhiên là lúc đó em lại nghĩ là mình không phù hợp với ngành này đâu. Mình muốn off tất cả cái trang mạng xã hội và cũng như là muốn bỏ cái nghề này. Nhưng mà bên cạnh mình lúc nào cũng có bạn bè và anh chị đều khuyên răn, đều cho mình sức mạnh để mình có thể vượt qua chuyện này. Thì phải nói là đó là một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, và cũng như kiểu mình đấu tranh tâm lý rất là nhiều trong cái việc là mình có nên tiếp tục bước theo cái con đường này nữa hay không. Phải nói là gia đình nữa hả? Tự nhiên nghĩ lại là mình cũng rưng rưng nước mắt, là tại vì tự nhiên mình cảm thấy bản thân mình ảnh hưởng tới gia đình rất là nhiều. Có nghĩa là trên mạng xã hội á, ok, mình có việc gì đó xảy đến với mình thì hãy chửi mình thôi, đừng có làm ảnh hưởng tới gia đình á. Kiểu như là mọi người không có chửi trước mặt mình nha, nhưng mà chỉ chửi sau lưng, có nghĩa là đăng lên group anti, chửi tới gia đình rất là nhiều. Và kiểu là chế những cái hình ảnh không hay về gia đình. Lúc đó là kiểu mọi người chửi gì mình cũng được, mình bị tổn thương, ok cũng được, mình có thể khóc. Nhưng mà một khi đã đụng tới gia đình mình là kiểu mình không thể nào kìm được á. Cho nên là lúc đó không biết nói sao, nhưng mà tự nhiên cảm thấy có lỗi với gia đình rất là nhiều. Tại sao mình lại làm cho gia đình bị ảnh hưởng đến như vậy? Cái xong lúc đó mình chỉ biết là mình cắn răng chịu đựng và mình vượt qua chuyện đó thôi. Chứ cũng không thể nào làm gì được á. Khi mà con lốt nó qua đi á, thì mình mới cảm thấy trân trọng những cái gì mà mình đang có hiện tại, và cũng như là trân trọng gia đình và bạn bè nhiều hơn, cũng như là tất cả các bạn đã ở bên cạnh những trong suốt thời gian đó. Phải nói tới bài học á, thì ý nghĩ là tất cả những chuyện gì không hay xảy đến cho cuộc đời, theo quan niệm của Yến thì các bạn đều nên nhìn nhận lại bản thân trước đã, rồi bắt đầu mới lên tiếng. Có nghĩa là khi mà chuyện đó tới với Yến á, Yến đã ngồi lại và nhìn nhận bản thân rằng là Yến có thật sự là con người như vậy hay không. Rồi sau đó Yến sẽ mạnh mẽ vượt qua nó bằng cách là Yến đính chính những điều không đúng, và cũng như là trau dồi bản thân nhiều hơn. Trong cái những cái lời người ta nói về Yến á, không phải hoàn toàn 100% là sai, cũng không phải là 100% là đúng, mà là trong đó nó có sự góp ý, cũng như là nó có những cái lời nói khiến cho Yến cảm giác là có động lực hơn trong cái ngành Yến đang đi. Thì lúc Yến đọc những lời đó, Yến không coi nó là một cái gì đó gọi là chỉ trích, mà Yến chỉ coi đó là động lực, đó là lời góp ý để Yến có thể phát triển hơn trên con đường này. Bằng cách là Yến đã đi học cũng như là trau dồi hơn về diễn xuất, cũng như là đầu tư hơn về mặt hình ảnh. Phải nói đến quản trị kinh doanh thì nếu mà bạn nào biết Yến từ năm cấp 2 thì Yến cực kỳ thích kinh doanh. Yến đã tập tành kinh doanh cũng như là buôn bán từ hồi lớp 6 luôn rồi. Cho nên là cái việc kinh doanh nó đã đồng hành cùng Yến khá là lâu. Và hiện tại cũng đang học cái ngành Yến yêu thích nữa. Nhưng vô tình thì cái việc mà sáng tạo nội dung này đã tạo cho Yến rất là nhiều cơ hội, cũng như là những niềm đam mê mới. Khi mà kết thúc ngành học này, Yến cũng nghĩ là Yến sẽ cố gắng duy trì hai cái việc này song song với nhau, giữa cái việc mà Yến sẽ học hỏi về ngành kinh doanh cũng như là phát triển một cái sự nghiệp riêng cho mình. Hai là Yến cũng sẽ vừa học và vừa làm việc chung với lại cái công việc là content creator luôn. Yến hy vọng là trong tương lai cái hai công việc này nó sẽ hỗ trợ cho nhau.
Không, không hề. Chưa bao giờ Yến nghĩ đó là một điều thất bại cả. Nếu mà ngay cái lúc mà Yến nhận được những cái drama đó mà Yến gục ngã ngay lúc đó thì Yến lại nghĩ cái đó là thất bại. Còn khi mà Yến nhận được những drama đó, Yến học được những cơ hội, những bài học cũng như là nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống hơn, làm chị Yến trưởng thành hơn từng ngày, thì Yến nghĩ đó là một sự thành công cực kỳ lớn. Có nghĩa là Yến cảm thấy nếu không có những cái hai cái cú vấp ngã đó, Yến sẽ không bao giờ lớn được. Yến không bao giờ tự ngồi lại và nhìn nhận bản thân rằng là Yến có đang thực sự sai hay không, hoặc là Yến biết là Yến thiếu chỗ này, Yến cần bổ sung chỗ kia để Yến có thể trau dồi hơn từng ngày. Khi mà Yến trải qua hai cái đó xong rồi, Yến càng mạnh mẽ hơn, Yến càng biết cách vượt qua những khó khăn như thế nào. Cho nên là hai cái drama vừa xảy ra thì Yến nghĩ đó là một bước thang, giống như nói thật sự, nói thô đó là một cú tát. Chị Yến thật sự tỉnh ra là nếu mà Yến muốn đi trên con đường này thì phải chịu vấp ngã, phải chịu lớn lên, phải chịu phát triển và trau dồi bản thân mình nhiều hơn nữa. Nếu mà nói về diễn xuất và ca hát thì có lẽ là ca hát Yến không có tài năng về nó, nhưng mà diễn xuất thì Yến cũng đã từng nghĩ tới, cho nên là Yến cũng đã đi học và cũng như là đã tham gia vào một số clip diễn xuất của mọi người để thử vai trò mới này. Cho nên là nếu mà trong tương lai Yến thực sự mà có cơ hội, nếu mà có cơ hội được đóng một cái sitcom hay là lớn hơn như là điện ảnh, thì thực sự Yến rất là mong muốn mình có một cái hướng đi mới cũng như là những cái vai trò mới trong nghệ thuật. Từ những ngày đầu tiên mà Yến làm việc sáng tạo nội dung á, thì Yến nhận được rất là nhiều câu hỏi, và đa số đều chung một câu hỏi rằng là: chị Yến ơi, em muốn làm KOL thì phải làm sao? Em muốn được chụp hình với chị thì phải làm sao? Em muốn được đi cái này đi cái kia giống như chị thì phải làm sao? Tự nhiên lúc đó ngay trong đầu mình lại bật ra những cái câu hỏi y chang từ cái hồi đầu tiên mà mình chưa làm gì cả. Thì mình chỉ muốn đưa ra những cái lời khuyên đơn giản, cũng như là muốn các bạn có thể ghi nhớ điều này, đó chính là nếu mà các bạn đã dám nghĩ thì phải dám làm. Có nghĩa là khi mà các bạn đã đam mê với nó thì hãy làm. Đừng có nghĩ là mình làm điều này là nó có kết quả hay không. Mình sợ nó thất bại, đừng có sợ. Nếu mà đã sợ rồi, giống như cái việc mà các bạn muốn trúng vé số nhưng mà lại không bao giờ đi mua vé số, thì nó là một điều rất là xa xỉ. Cho nên là những ngày đầu tiên á, Yến bắt đầu công việc này không phải là do vô tình, không phải là do may mắn mà Yến có thể có được ngày hôm nay, mà đó là toàn bộ quá trình cũng như là sự cố gắng của Yến từng ngày. Trước cái việc mà viral của TikTok xảy ra thì Yến cũng đã từng bỏ tiền túi của mình ra mua những cái sản phẩm của brand và ngồi lên content và đi chụp hình với nó, rồi xong tag các brand vào và nói rằng là: brand ơi, em cũng biết chụp hình nè, em cũng xinh xắn nè, brand hãy nhìn thấy em đi và hãy book em đi. Đó là bước đầu tiên nha. Và sau đó vô tình Yến mới được nổi lên và có được ngày hôm nay, chứ không phải là tự nhiên nổi lên Yến mới bắt đầu đi làm cái chuyện đó. Cho nên là em chỉ có một lời khuyên duy nhất với các bạn là nếu mà các bạn đã dám nghĩ là phải dám làm, đừng sợ thất bại. Khi mà các bạn đã sợ thất bại là các bạn đã thua cuộc rồi và bị vấp ngã ngay từ cái bước đầu tiên rồi. Cho nên là đây là một trong những kinh nghiệm cũng như là quan niệm sống của Yến: đã dám nghĩ là phải dám làm. Hiện tại thì các nội dung mà Yến đều hướng tới các trang mạng như là Instagram nè, Facebook và YouTube, nó đều chủ yếu về các lĩnh vực như là beauty và thời trang. Nhưng mà mỗi nền tảng thì mọi người sẽ thấy Yến ở những hình ảnh khác nhau. Ví dụ như là nếu mà các bạn có theo dõi YouTube á, thì các bạn sẽ thấy được là một Hoàng Yến rất là nhí nhảnh, rất là đời sống, rất là daily vlog các kiểu, là sẽ truyền cho các bạn những cái năng lượng cực kỳ tích cực luôn, và sẽ thấy một hình ảnh nó nhí nhảnh, hồn nhiên hơn. Còn nếu mà ở bên Instagram thì các bạn sẽ thấy Yến một hình ảnh về việc là đầu tư về mặt hình ảnh, là về thời trang nè, về beauty nè. Tất cả những hình ảnh để Yến đều chăm chút, cũng như là chia sẻ những cái điều bổ ích các bạn khi ở trên các story hàng ngày. Rồi còn ở trên TikTok thì các bạn sẽ thấy một Hoàng Yến chịu diễn xuất hơn, chịu quay những cái POV hơn, hay là những cái clip vui vẻ hơn. Nói chung là mỗi nền tảng các bạn sẽ thấy Yến ở những hình ảnh khác nhau. Cho nên là khi mà các bạn follow tất cả các nền tảng của mình rồi, các bạn sẽ thấy được là bạn này khá là thú vị, bạn này khá là đa dạng trong hình ảnh của mình.
Xin cảm ơn tất cả các bạn cũng như là chương trình đã mời đến đây để có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những thất bại của mình ở trong cuộc sống để cho các bạn có thể nỗ lực hơn từng ngày. Và Yến hy vọng là trong thời gian sắp tới, Yến sẽ cho các bạn thấy được những hình ảnh đầu tư cũng như là những cái nỗ lực của Yến hơn. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi Yến không chỉ là ở trên tất cả các trang mạng xã hội, mà hãy theo dõi Yến bước từng bước để có thể thành công hơn mỗi ngày. Và cảm ơn mọi người đã nghe những cái chia sẻ nho nhỏ của mình để giúp cho các bạn ha. Rồi. Tôi ngồi đúng vị trí đúng không? Rồi chào chị ha. Chị cố định lại cái màn hình giùm chị, em cái. Mình ngồi chỗ, kiếm chỗ ngồi đi chị. Đúng rồi, đây giờ đang đi, giờ đang ngồi đây. Rồi ok. Rồi, bây giờ chị giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình là gì nè? Chị tên đầy đủ là Đoàn Thị Thi. Đoàn Thị Thi sinh ra và lớn lên ở Bắc Linh. Hiện tại là ở đâu? Hiện tại là chị ở thành phố Hồ Chí Minh 15 năm rồi. Đoàn Thị gì chị? Đoàn Thị Thi Y Ngăn. Đoàn Thị Thi. Chị sinh năm mấy chị Thi? Chị sinh năm 16 tháng 5 năm 1973. Mà trong giấy căn cước là khai 72, để lúc đấy đủ tuổi để chia ruộng cái thời đó. Rồi. Chị vô Sài Gòn được, quê thì ở Bắc Ninh, còn vô Sài Gòn được bao nhiêu, mười mấy năm rồi ạ? Chị vô được chị hai mấy năm rồi. Trước chị vô năm 24 tuổi đấy, chị sống ở Bình Phước 13 năm, lên Sài Gòn được 14 năm nữa. Năm nay là năm thứ 15. Rồi bây giờ mình làm công việc gì chị? Chị làm buôn bán điện thoại 14 năm rồi. Bán điện thoại là chị làm chủ cửa hàng luôn hả? Chủ cửa hàng, nhưng mà chị cũng làm nhỏ thôi. Nhìn chung là cũng làm mười mấy năm nay, buôn bán, sửa chữa, trao đổi tất cả các loại điện thoại qua tay đó. Rồi là chị tự sửa luôn hay sao? Không, chị có nhà chị trước ở chung với con rể, xong được mấy năm rồi nó tách ra, rồi chị thuê một thằng lính quê ở dưới miền Tây, nó làm cho chị 5-7 năm nay. Rồi chị là chị ly hôn bao nhiêu năm rồi chị Thi? Chị ly thân thì 15 năm, mà ly hôn thì mới được có 2 năm mấy á. Lý do gì mà mình để ly thân 15 năm vậy? Thì ông xã thì ông cứ đồ ngoài. Thì nó không có có tiếng nói chung đấy em, không có hợp rồi là ông cứ nhậu nhẹt, làm biếng. Thế rồi là cứ... vậy lúc thì ông ấy ra Bắc, lúc thì vào Nam, nên là chủ yếu là một mình chị nuôi con mấy chục năm là một mình hết á, giờ con nó cũng ở hết mấy chị. Mình nuôi nó con lại còn chị có mấy đứa con? Chị có ba cô con gái, cháu lớn thì 33 tuổi rồi, xây dựng gia đình, có cháu ngoại lên 10 tuổi rồi. Hai đứa cháu ngoại lên 9 tuổi, 10 tuổi, còn hai cô con gái thì một cô đại học ra trường, có công ăn việc làm ổn định, một cô thì cũng làm bên làm đẹp ấy, cũng đi học nghề trong ra làm, cũng có người yêu hết rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi. Có ba con gái, không con trai, còn ông xã thì ông lấy vợ lâu rồi, chia tay xong là ông lấy vợ rồi. Lấy vợ hồi nào? Ông xã ông lấy vợ được 2 năm rồi. Là ly hôn xong là ông lấy vợ luôn. Rồi chị, sau khi mà chị ly hôn 2 năm rưỡi nay thì chị có theo quen thêm ai không? Cũng có quen với một người mà nhìn chung là nó cũng không có ở cái anh đó cái gì mà chị dừng lại. Anh thì kỹ tính, mà chị thì tốt tính mà dễ tính. Anh thì cũng nói chung thẳng. Là kỹ tính khó tính đúng không? Khó tính mà hay giận đấy em. Kiểu như là nói anh ơi ngủ đi, hay là anh ơi ăn đi, nói to, hay là nói nhiều lần, mà nói một lần thì không xuống ăn, khi nói 5-7 lần mới xuống ăn, thì phụ nữ mình mà cứ làm nhiều việc quá thì nó áp lực, thì mình cáu mà anh làm gì mà lâu xuống ăn cơm lại dỗi không ăn cơm, thế không ăn cơm lại dỗi nguyên ngày vậy không nói,
mình lại phải nói trước thì nó mệt mỏi, nên là cũng cứ khổ. nói ngoài đời thì chị buôn bán ở trong nhà chị cũng không có đi tới đâu cả, cũng không gặp được nhiều người. Thế cũng gặp anh này thì cũng được năm mà cảm thấy nhiều cái Rồi là anh chị ở với nhau bao lâu? 1 năm hả? thực tế là Mà cũng không không hợp. có không có không có tiếng nói, nhìn chung là mình cứ phải nhịn mà mình cứ phải nói trước, rồi mọi thứ là mình phải lo phải làm từ A tới Z, tại vì anh ấy về đây ở đấy nên nhiều khi công việc nó không có hợp với anh đấy, hoặc là có khi muốn làm nhưng mà kiểu như mình làm hết rồi là một với hai là nhà cũng có con gái con rể lớn nó ra rồi thì nhiều khi cũng ngại không muốn làm những cái việc lặt vặt chẳng hạn, nhiều khi là cũng tiền bạc thì cũng không có chung đụng gì cả, cũng chỉ là sống thử thôi mà không cảm thấy không có tiếng nói chung ấy. Thì chị cũng nói là thấy nghe chương trình của bên em nó nhiều Rồi cái bây giờ chị mình mong muốn là có một người đàn ông như thế nào thì sẽ phù hợp với chị? cái kênh này là kênh chính thống của Quyền Linh hả em? Dạ đúng rồi, tụi em là chị phải lên trên chương trình của tụi em. Tại vì ở hiện tại theo chị nói thì chắc là chị cũng đăng ký tham gia nhiều bên lắm hả hay sao? Không, lần đầu tiên chị Trang đăng ký cái này cách Rồi đây đúng rồi, đây là kênh, đây là chương trình chính thống của đài truyền hình, của đài phát sóng trên truyền hình nha chị. Thì nhưng mà chị hôm nay là phải không 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 lên tivi đúng không? cái này mà không lên tivi gì chị, vẫn lên tivi bình thường mà. Cái mà chị em đang nói chuyện với chị á. Cái mà em đang nói với chị là không lên tivi, tại vì đây là dữ liệu mà để tụi em ghép đôi cho chị thôi. Còn ví dụ như ngày ghi hình là ngày, ví dụ như là ví dụ sắp tới là có ngày ghi hình thì chị phải đến phim trường để ghi hình, để gặp anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan trên sân khấu, và người ta sẽ ghép cho chị một cái đối tượng mà chị mong muốn ha. Hôm nay là em phỏng vấn chị thôi, còn một Đúng, cuộc đây gặp là với chỉ Quyền buổi Linh nữa. casting đầu tiên thôi. Nếu như mà chị lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có biên tập sẽ gọi điện trao đổi thêm với chị. Và sau đó thì là vòng 3 của chương trình là chị sẽ đến phim trường để bắt đầu cái công cuộc ghi hình, gặp gỡ bạn trai ha. Là bây giờ là mới là ghi thế này để là đưa cho Quyền Linh để là mọi người bắt đầu mới ghép ghép thì xong bắt đầu mới lần thứ hai của đi phỏng vấn nữa, lần thứ ba mới được gặp bạn trai hả? Là vòng thứ hai thì sẽ có biên tập, thì ở trong đây là có em nè, có vài biên tập khác nữa, người ta sẽ gọi cho chị để nói chuyện nhiều hơn, để phỏng vấn chị nhiều hơn, và chị sẽ kêu chị chuẩn bị quà này kia kia nọ để chị lên chị gặp bạn trai ha. Thì tới lúc đó chưa, mình mới vòng một mà, nên có gì thì vòng hai nếu như mà biên tập liên hệ lại với chị có người phù hợp người ta mới ghép, còn không thì người ta cũng sẽ để lại, khi nào mà có người phù hợp thì người ta cũng sẽ ghép cho chị ha. Ừ đúng rồi. Cứ để cho Rồi chị bây giờ mẫu người của chị như thế nào nè, một mình nói một về mẫu người xíu đi ha, về ngoại hình, tính cách, công việc, độ tuổi nè. chị hả? Hai người đàn ông. Chị muốn cái người mẫu người đàn ông như thế nào á? Dạ. Chị thì muốn người đàn ông là cao hơn chị là cao 1m58, thì muốn người đàn ông là cao 1m68 hoặc là 6 6 70 Rồi nói được. chung là 66 trở lên ha chị ha. Rồi. 70 đổ lại. Một cái thứ hai là tính tình là không hút thuốc, uống rượu giao lưu cũng được, hoặc là không có nói nhiều, mình phụ nữ mình nói nhiều là không thích đàn ông nói nhiều. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền sao chị ơi? Tuổi tác thì hơn chị 1 tuổi cũng được, chị thích cái tuổi là 69, 72, 65, có nghĩa là tuổi tuổi Châu thì mình thích tuổi Tỵ là 65, mà Chị tuổi già ơi, là tại vì 69. vậy nè, chị càng thu hẹp lại á, cái đối tượng tìm của chị á, nó lại càng thu hẹp lại là chị còn khó. Ví dụ như biên tập nó còn khó khăn khi mà ghép đôi cho chị. Bây giờ ví dụ như chị không thích tuổi nào thì tụi em sẽ tránh. Còn ví dụ như những cái tuổi hợp này, ví dụ như đâu phải lúc nào cũng có 76, 9, 7, 2, 7, 5 mà phù hợp với chị đâu. Tại vì nhiều anh khi mà ghép với lại, khi mà tham gia chương trình họ cũng có tiêu chuẩn của họ nữa. Ha. Nên mà mình cũng phải, ví dụ như mình cũng phải thu hẹp lại cái đối tượng lại, ví dụ như là quên mở rộng cái đối tượng của mình ra, đừng có thu hẹp như vậy để mình còn gặp cái người phù hợp với mình nữa này chị ha. Thì thôi Là đấy, ví thế dụ chị cho là em đi từ cái độ tuổi bao nhiêu đến độ tuổi bao nhiêu là sẽ phù hợp với chị. chị 50 thì cái người 58 đổ lại.
cái tuổi hợp là 58 đấy, là từ 58 đổ lại rồi 58, 58 đổ lại là được ha. Rồi quê quán vùng miền sao chị? Quê quán vùng miền thì nếu chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì tốt nhất là thành phố Hồ Chí Minh hoặc Biên Hòa, Đồng Nai thì tốt hơn, còn ngoài Bắc thì chắc là chị không vào đấy được. Nói chung là vùng miền đông ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh lân cận là được ha. Cái tỉnh lân cận như là Bình Phước, Bình Dương hoặc là Đồng Nai ấy. Rồi công việc thì giờ ví dụ như họ họ đang có công việc ổn định nhưng mà chị họ chuyển về sống chung với chị thì làm ăn chung với chị được không? Chị có quan trọng công việc không hay sao? Cái này công việc của chị thì chỉ một mình chị làm thì cũng đủ. Nếu có vào đây thì cũng lại kiếm thêm việc làm. Còn nếu người ta có công việc ổn định thì chị đi theo người ta cũng được. Tại vì chị cũng có ba con gái nó lấy chồng hết, là cứ tháng 2-3 tháng về thăm con một lần cũng được, lên quanh cái khu vực lân cận. Rồi, thì ở đây chương trình cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi. Nếu có người phù hợp thì tụi em sẽ liên hệ lại với chị để chị lên phim trường để mình chuẩn bị ghi hình ha chị ha. Rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ, em chào chị nha. Rồi, cảm ơn. Chị tên là Đoàn Thị Thúy Hà, sinh năm 1988. Quê gốc của chị là ở Lâm, quê gốc của chị là ở Nam Định, nhưng mà ba mẹ chị thì là cô Lâm Đồng sống lâu rồi, còn hiện tại thì chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của chị đó là chị là một kế toán trưởng tại một công ty về dược của Pháp. Chị ở một mình em. Đúng rồi, công việc của chị là làm từ thứ hai, thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ. Điểm mạnh của chị thì điểm mạnh của chị đó là độc lập, hài hước và nói chung là có sự kết nối giữa mọi người với nhau, tức là chị có cái khả năng kết nối mọi người với nhau. Còn là điểm yếu của chị thì chị hơi nóng tính một chút, hơi nóng tính và cũng hơi lưỡi quạo á. Sao em? Chị hả? Chị thì chưa có mối tình nào chính thức hết. Mối tình của chị chắc nó kéo dài nhiều nhất là 6 tháng. Có người thích chị thì chị không thích người ta, có người chị thích thì người ta lại không thích chị. Nói chung là chưa có ai mà thích hai bên thích nhau hết trơn. Đúng rồi. Cái mẫu người mà chị mong muốn á, thì thứ nhất là về nghề nghiệp đi. Về nghề nghiệp thì một á, là làm IT, hai á, là làm kinh doanh, á, tự kinh doanh. Còn về tính cách á, thì chị thích á, là một người đàn ông quyết đoán, độc lập, có một chút hài hước thì càng tốt. Và đặc biệt á, là cái người đó phải trách nhiệm. Và chị thích mẫu đàn ông giống là cao to chứ không có thích người mà nhỏ, nhỏ quá. Người nhỏ quá thì người ta lại không có cuốn chị. Kiểu như vậy. Cao tầm 1m7 trở lên đó em. Chị cao 1m53 em. Chị thì chị thích cao to, tức là thích con trai mà có da có thịt một chút, nhưng mà bụng thì đừng có to quá, tại vì không thích con trai bụng to. Nói chung là có da có thịt, nhìn có tướng tá một chút. Chị thì không quan trọng quê quán ở đâu, nhưng mà ý là sống ở Sài Gòn là được rồi. Còn nếu mà quê gần gần thì tốt hơn. Quê gần gần giống như là không phải ở ngoài Bắc, tại vì ví dụ ở ngoài Bắc thì Tết đồ về nó cũng khó hơn đấy.
rồi mỗi lần có cái đám thì về quê nó cũng khó hơn, cho nên là ưu tiên những người gần hơn. Ừ, thì cũng không sao, nếu mà cái ví dụ như là quê ở Lâm Đồng hay là quê ở Đồng Nai hay Đà Lạt, Nha Trang không sao, nhưng mà đứng ở xa. Alo, miền Tây cũng được em. Chắc là chị không làm dâu em. Chị cũng không thích về quê luôn, chị là xác định ở Sài Gòn. Chị thì chị có thể hát được một chút, nói chung là hát được những cái bài mà chị thích ấy. Không phải là cũng hát hay mà hát cái bài mà mình thích, đặc biệt là bài của Mỹ Tâm. Còn là nấu ăn đó thì chắc chị nấu là tùy món thôi, nói chung là cũng nấu ăn bình thường là hàng ngày. Còn thì có khả năng nấu con như vậy. Cái gì vậy? Bài ước gì đi ha, hay là bài nụ hôn bất ngờ đi, bài nụ hôn bất ngờ cho vui. Ok. Nhớ mãi hôm nào gặp nhau mà ta như trắng, muốn cho nhau cứ mãi hừng hờ, cứ ngỡ lỡ ghét nhau lúc đầu, anh ta sẽ nhớ mãi sau em cứ ngờ, cứ ngỡ thì bất ngờ. Rồi đây. Ok em. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ, em tên là Quỳnh Thị Nhung, quê An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương ạ. Làm công việc gì vậy Nhung? Dạ, công nhân ạ. Công nhân mình sinh năm bao nhiêu ạ? À? Là 92 ạ. Mình làm ở trên Bình Dương lâu chưa? Dạ, em làm được 5 tháng ạ. Ý là 5, 5 năm ạ. Trời ơi, 5 năm mà lộn 5 tháng luôn nha. Rồi. Dạ. Rồi mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ, em lên đây em sống cùng với có con bé nhỏ chị, 1 năm tuổi vậy. Em là mẹ đơn thân Hồi xưa làm sao mà ly hôn hay như thế nào? à. Dạ, gia đình chồng em không có chấp nhận bé. Tại sao không chấp nhận em? Dạ, tại vì chồng em hay ghen, rồi nghi ngờ em đó, không phải là mang thai của gia đình chồng em. Rồi lúc đó là cưới mà ở bên chồng được bao nhiêu lâu thì chia tay? Dạ, em ở được 3 tháng là em có bầu rồi, em ly dị ra là em tự, lúc đó là em mang bầu được 3 tháng, em ly dị em ở được 3 tháng rồi, em cưới về trong vòng tháng á là em mang bầu, em ở được 3 tháng rồi em làm đơn đơn phương ngày em tự nuôi con. Rồi bây giờ thì em có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? Hồi xưa là mình có cái nghề nào không? Hay là mình làm công nhân từ trước tới nay? Dạ, em làm công nhân từ trước tới nay. Hồi trước là 5 năm trước thì mình lấy chồng ở đâu à? Dạ, ở cùng quê An Giang. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ạ? Dạ, em muốn tìm một người giống có hoàn cảnh giống như em. Là ly hôn á hả hay sao ạ? Dạ, đúng Rồi nhưng mà rồi. mình khó khăn mình tìm người yêu ở chỗ nào, có nghĩa là ở bên ngoài sao mình khó, mình làm trong đó là mình làm bên công nhân dạy hay là bên gì ạ? Dạ, em làm bên xí nghiệp. Dạ, em
Em lái xe lăn cho một chiếc một gạch. Ủa lái xe hả? Dạ. Dữ dằn vậy ta. Vậy là trong đó nam không? Dạ nam không, có một mình em nữ. Vậy sao mà không thấy anh nào được hay sao vậy? Tại trong trỏng người ta đã lập gia đình hết rồi kìa. Gì mà không lẽ không có người nào ly hôn hay là hoàn cảnh như mình sao? Không có vậy, toàn là đàn ông trai không à, mà một xí nghiệp nhỏ là có mười mấy người à chị, À vậy chứ không có đông hả? Rồi mình ở đó mình nuôi con. Rồi bây giờ vậy. mình mong muốn người đàn ông như thế nào nè, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó luôn. Em chỉ muốn tìm một người trong miền Nam mà chị, xa Người quá đó miền Bắc em mà người ta không sống ở miền Nam được không? dạ. Em nghe không rõ chị. Người đó là người Bắc nhưng mà sống trong miền Nam được không? Dạ được ạ, nhưng mà em không có muốn ra ngoài Bắc, em chỉ À muốn trong miền Nam, ở sống miền Nam. bây giờ con mình là ai đang chăm? Dạ hiện nay em đang nuôi ạ. Rồi mình ở đó có ai phụ không? Dạ Chứ mình đi làm rồi sao mà giữ con á? không, dạ em gửi nhà trẻ chị, em lên đây làm một lúc con em 7 tháng là em lên đây, là em vừa làm vừa vừa nuôi cho nó học chị, gửi nhà trẻ chị. Rồi, điểm mình không thích ở người đàn ông là gì ạ? Dạ là không có, không thích là nhậu nhẹt, không thích chơi bời, à, nói chung là không có thích nói dốc thất hứa. Rồi. Dạ. Ok rồi, được rồi. Nếu mà được chọn đi ghi hình đó thì mình sắp xếp được nhanh liền không? Hay là phải bao trước bao lâu? Qua Tết được không chị? Tại vì gần Tết này em làm gấp quá, hàng chạy sản lượng gấp quá, em không có đi được qua Tết được. Mà mình cần khoảng giống như có khoảng 1 2 giờ để mình ghi hình thôi à. Nhiều khi có cái người phù hợp á thì không lẽ trong trong mình làm mình không nghỉ ngày nào luôn. Mình xin Dạ nghỉ không, phép tại được hôm nay em đi khám sức khỏe em mới được nghỉ đó chị. không? Tại vì em lái xe là ngồi trên xe suốt mà máy nó chạy ra là em cứ chạy vô ra hoài, em không có thời gian. Dạ. Vậy cũng khó ha. Thôi được Dạ. rồi, có gì bên chương trình sẽ thông báo cho mình cái giờ, cái ngày, nếu mình sắp xếp được thì mình tham gia nha. Tại nó cũng Dạ. không mất nhiều thời gian đâu, nó chừng 2 tiếng à. Mình tới, mình tham gia rồi mình về, có thể xin nghỉ nửa buổi, ví dụ như vậy. Dạ Đó, mình coi cố gắng để mình em sắp nói xếp. là cho Ha. em xin là qua Tết đi, em có thời gian em rảnh em sẽ xin nghỉ rồi. Vậy gần Tết Rồi. này em dám làm á. Rồi, ok. Rồi, Dạ. cảm ơn Nhung nhiều nha. Rồi, Em chào chào em. chương trình. Dạ, em chào chương trình.